Kính thưa quý phụ huynh, kính thưa các thành viên hội đồng quản trị, kính thưa các thầy cô giáo nhà trường. Lời đầu tiên, thay mặt cho tập thể sư phạm của nhà trường, tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những quý phụ huynh đầu tiên của trường ICS. Có lẽ những năm sau thì tôi cũng sẽ đứng trên đây nói lời cảm ơn đối với các gia đình đã tin tưởng ICS. Nhưng tôi tin rằng năm nay thì cái lời cảm ơn của tôi nó có nhiều cái gọi là cái điểm nhấn đặc biệt ở trong đấy. Tại vì ICS là một ngôi trường rất là mới. Và với những gia đình mà đã chọn lựa ICS cho con mình trong năm nay, thì tôi tin rằng cái niềm tin mà các anh chị, các gia đình đã đặt vào ICS nó lớn hơn tất cả những năm sau. Bởi vì với một ngôi trường còn rất mới như thế này thì cái niềm tin đó là cái nguồn động viên vô cùng quý giá đối với tập thể của nhà trường. Thì hôm nay thì tôi được hội đồng của nhà trường giao cho nhiệm vụ là để chia sẻ với lại quý phụ huynh về triết lý giáo dục của trường ICS. Thì cái chữ triết lý giáo dục thì nghe nó rất là lớn, nhưng mà nếu chúng ta hiểu một cách đơn giản thì triết lý giáo dục chính là trả lời cái câu hỏi chúng ta muốn tạo ra những con người như thế nào cho xã hội tương lai. Hay nói cách khác là khi các anh chị gửi gắm con em mình vào đây thì cái con người mà ICS sẽ cùng các anh chị, sẽ đồng hành cùng các anh chị để tạo nên ở mỗi đứa trẻ nó là cái gì. Thì chắc chắn cái triết lý của ICS nó không có quá khó đoán, bởi vì chúng ta đã nhắc tới nhắc lui rất là nhiều lần bằng những từ như là I can mindset, tư duy tôi có thể, hay là trên slogan của trường các anh chị có thể thấy cái dòng chữ every child can, mọi đứa trẻ đều có thể. Thì đấy chính là cái triết lý giáo dục của nhà trường. Nhưng mà I can mindset hay tư duy tôi có thể là cái tư duy gì? Thì trong cái phần trình bày của mình thì tôi xin phép được làm rõ hơn cái mục tiêu đấy đến với các anh chị. Thì ở đây nó có cái chữ tư duy, cái chữ mindset. Thì khi mà tôi mới bắt đầu cái con đường làm giáo dục của mình khi còn rất là trẻ, thì tôi mới hỏi rất là nhiều các giáo sư, những nhà nghiên cứu giáo dục uy tín trên thế giới rằng là đâu là cái cuốn sách mà nếu mà tôi muốn làm giáo dục thì tôi nên đọc. Thì khi đó, đây chính là cuốn sách mà tôi được giới thiệu, cuốn Mindset của Carol Dweck. Và đó là cái cuốn mà ảnh hưởng sâu sắc đến không chỉ cá nhân tôi mà rất là nhiều người làm giáo dục về cách chúng ta nhìn nhận cái tiềm năng của một con người ở một đứa trẻ như thế nào và làm sao để nuôi dưỡng cái tiềm năng đó. Thì cuốn sách này nói một điều khiến tôi nhớ mãi đến tận ngày hôm nay như thế này. Cuốn sách đó nói rằng là nếu mà chúng ta nói về mặt tư duy á, thì chúng ta có thể chia cái tư duy ở một con người thành hai cái lối khác nhau như các anh chị thấy ở trên màn hình. Một bên là fixed mindset, tôi tạm dịch là tư duy khóa hay tư duy đóng, có một cái ổ khóa ở đây như các anh chị thấy. Và bên còn lại là growth mindset, tư duy cầu tiến, và được biểu trưng bởi một cái hạt giống đang nảy mầm ở đây. Thì cuốn sách đó nói rằng là chúng ta sẽ nuôi dạy con chúng ta trở thành một con người có fixed mindset hay là có growth mindset. Và hai thứ đó nó khác nhau như thế nào? Thì cái tư duy của một con người sẽ bộc lộ qua cái cách con người đó phản ứng hoặc là nhìn nhận các cái vấn đề. Thì ở đây, bên dưới là một cái số dòng để gợi ý cho chúng ta về cái việc là hai cái lối tư duy này nó khác nhau như thế nào. Và tôi xin phép đọc. Một bên là nếu tôi muốn thì tôi có thể học được điều đó. Khi mà tôi lo lắng thì tôi cố gắng kiên định với mục tiêu của mình. Tôi muốn thử thách bản thân mình. Thất bại là cơ hội để rút ra những bài học. Tôi thích được khen là đã nỗ lực hết mình. Tôi được truyền cảm hứng từ thành công của người khác. Nỗ lực và thái độ là điều quyết định mọi thứ. Còn ở bên đây chúng ta thấy nếu không học được thứ đó có nghĩa là tôi dở toàn diện. Khi lo lắng thì tôi bỏ cuộc. Tôi không thích thử thách. Thất bại chứng tỏ tôi là đứa dở tệ. Tôi thích được khen là thông minh. Tôi cảm thấy bị đe dọa bởi thành công của người khác và tài năng là yếu tố quyết định mọi thứ. Một số cái lời để chúng ta hình dung ra sự khác biệt giữa hai cái lối tư duy này. Nhưng có thể tóm tắt lại như thế này. Tư duy khóa là khi chúng ta tin rằng khả năng và trí tuệ của một con người nào đó, một đứa trẻ nào đó là cố hữu, là không thay đổi được.
Còn tư duy cầu tiến là chúng ta tin rằng khả năng và trí tuệ có thể được phát triển bằng nỗ lực, bằng sự học hỏi và lòng kiên trì. Ví dụ một giáo viên có tư duy khóa là một giáo viên khi nhìn nhận một đứa trẻ vào trường sẽ nói là thôi em bó tay với bạn đó, bạn đó bạn khó quá, em không làm gì được nữa hết. Nhưng một giáo viên với tư duy cầu tiến sẽ tin rằng một em học sinh khi bước vào trường có thể có những cái khiếm khuyết, những giới hạn nhất định, nhưng chúng ta có thể cùng nhau làm cho nó tốt hơn bằng sự kiên trì, bằng cái nỗ lực. Và tương tự, một con người khi tin rằng tôi là vậy đó, tôi đã chạm tới cái giới hạn của mình rồi, tôi không thể khác đi bởi vì xuất thân, bởi vì gia cảnh, bởi vì điểm yếu, thì gần như cái lộ trình tiến lên nó rất khó. Còn trái lại, ta tin rằng giới hạn có thể được thay đổi bằng nỗ lực, bằng lòng kiên trì thì sẽ khác. Thì để rõ hơn nữa, thì đây sẽ là cái cách ứng xử điển hình với các cái vấn đề khác nhau của một người có tư duy khóa và một người có tư duy mở ở trong cuộc sống. Chẳng hạn, nếu nhìn nhận về tài năng, thì người có tư duy khóa sẽ tin rằng tài năng là thứ cố định từ lúc sinh ra. Người đó giỏi hơn tôi bởi vì có thể IQ, có thể não bộ có cái gì đó đặc biệt hơn tôi. Còn tư duy cầu tiến sẽ tin rằng tài năng là thứ mà có được nhờ sự chăm chỉ, nhờ cái nỗ lực rèn luyện. Khi nhìn vào ai đó, tài năng thành công sẽ nghĩ rằng là đó là kết quả của sự nỗ lực, của sự chăm chỉ. Chứ không phải vì, bởi vì nó may cho nên là nó mới thành công hơn mình. Đứng trước thử thách thì một em học sinh có tư duy khóa chẳng hạn sẽ thường có phản ứng né tránh bởi vì nó dễ làm bộc lộ khuyết điểm của mình ra. Tôi từng gặp em học sinh như vậy. Tức là khi bày ra một cái hoạt động nào đó thì em thường có phản ứng em thối lui. Không phải bởi vì em tự ti mà có khi mà bởi vì em lo sợ rằng là mình sẽ nhận một cái kết quả thua cuộc. Ở trong cái trò chơi đó thì tốt nhất là không nên chơi và rất là dễ bỏ cuộc. Còn tư duy cầu tiến sẽ tin rằng cái thử thách nó là một cái cơ hội để phát triển cái khả năng của mình và kiên trì trước cái thử thách đó. Thì ở đây thì tôi có một cái câu chuyện của chính cá nhân mình trong cái việc là nuôi dạy con tôi. Tức là tôi có một đứa con gái thì tôi cho cháu nó học piano. Thì cháu nó cũng có một tí xíu năng khiếu ở trong cái lĩnh vực này. Thì khi mà học hai cái level đầu tiên, cháu tiến rất là nhanh và trở thành một trong những học sinh nhỏ nhất lớp được đi lên cái level số 3. Nhưng mà khi mà bạn lên cái level 3 đó, thì tôi thấy bắt đầu bạn có một số cái biểu hiện lạ. Tức là khi về nhà thì kêu bạn tập thì bạn nói, ơi con không tập đâu. Có vẻ bạn lười lười, bạn tránh cái việc tập ở trước mặt tôi. Và rồi một hôm bạn nói với tôi là, mẹ ơi con không đi học nữa đâu, con không thích học piano nữa. Thì tôi rất là ngạc nhiên vì nó rất là khác với giai đoạn đầu. Thì tôi mới nói với cháu là, thôi con không thích học thì con tạm ngưng một vài buổi, rồi khi nào con sẵn sàng hơn thì mình học. Thì trong cái thời gian đó tôi mới tìm hiểu với cô giáo của con tôi hỏi là, theo cô thì có thể là lý do vì sao không? Thì cô mới kể một chuyện là, có thể là do hôm trước á, khi mà ở lớp á, thì bạn đàn xong một cái bài thì em thấy là bạn đàn tốt, thì em mới tính quay phim để em gửi cho mẹ rồi em up lên Facebook của trường. Nhưng mà không hiểu sao khi mà cái lúc mà quay phim á, thì bạn làm lỗi hoài à, và bạn phải quay lại rất nhiều lần và không được, cái bạn có vẻ gì đó bạn hơi giận dỗi. Thì cô nói như thế, cô bảo đó có thể là nguyên nhân. Thì tôi về tôi ngẫm nghĩ sâu hơn thì tôi mới nghĩ rằng là có thể đó là biểu hiện của tư duy khóa. Tức là gì? Hai cái level đầu tiên bạn học nhanh quá, bạn thường xuyên nhận được những cái lời khen. Đến level thứ 3 bắt đầu nó khó rồi, bạn không làm được hoàn hảo như trước và bạn không được khen nhiều như trước, thì tự dưng bạn cảm thấy cái đó là một cái sự đe dọa và bạn muốn từ bỏ. Thì tôi mới nói với cô giáo rằng là, thôi từ nay chúng ta phải thay đổi. Từ nay tôi không đặt mục tiêu cho cô là phải cho con tôi lên level nhanh nhất có thể. Và với con tôi khi về nhà thì tôi cũng không khen những cái bản đàn mà con đàn hoàn hảo nữa. Tôi sẽ đổi, tôi sẽ bảo rằng là, ngày hôm nay mẹ thấy khi con vừa đi học về con ngồi vào phòng con đàn ngay. Mẹ thấy như thế là nó sẽ giúp cho mình nhớ bài rất là tốt. Hay là mẹ rất thích cái cách con mà con đàn vấp một cái là con tự tin, con làm lại từ đầu, con không bỏ dở. Tôi không bao giờ tôi khen cái sự hoàn hảo nữa. Và với cô giáo cũng vậy. Ở trên lớp tôi đề nghị thay vì cô nhấn mạnh đến cái sự hoàn hảo của bạn thì cô tập trung khen ngợi những cái nỗ lực. Bởi vì nếu không thì bạn sẽ thấy những cái phần mà tôi làm không hoàn hảo nó đánh mất cái lời khen mà tôi có thể có và bạn sẽ bỏ cuộc trước thử thách. Và
tự với cái cách nhìn nhận về nỗ lực. Thì nếu có tư duy khóa, chúng ta tin rằng nỗ lực nó là thứ không quan trọng, là thứ mà khi nào chúng ta dở thì người ta đem ra người ta an ủi, giống như là giải mà gọi là nỗ lực xuất sắc đó, thay cho cái giải thành tựu đó. Đấy. Còn nếu với tư duy cầu tiến thì nỗ lực ta hiểu là nhân tố thiết yếu, là con đường để thành thạo cái điều gì đó. Và tôi rất là vui bởi vì ngày hôm qua trên xe con tôi cũng hỏi tôi rằng là: mẹ ơi, có phải có những thứ lúc đầu nó khó, sau này nó sẽ dễ hơn đúng không mẹ? Thì khi con tôi nói câu đó, tôi rất biết ơn các thầy cô giáo ở trường của con tôi. Bởi vì các thầy cô giáo đã giúp con tôi hiểu rằng là: à, có thể lúc đầu con đàn chưa tốt, con học một bài con chưa làm ổn, không sao hết. Chỉ cần con nỗ lực kiên trì, con sẽ đạt được cái điều đó vào một ngày nào đó. Và với góp ý thì người có tư duy cầu tiến sẽ hiểu góp ý là thứ hữu ích, là cho chúng ta những bài học để mà cải tiến bản thân. Còn với tư duy khóa thì góp ý sẽ là thứ khiến ta dễ tổn thương, ta gọi là phòng thủ trước các góp ý. Và thực sự, mặc dù ở những năm tháng đầu đời thôi, nhưng tôi quan sát các học trò của mình và thấy là nhiều bạn đã có cái phản ứng rất dễ bị tổn thương trước các góp ý. Chẳng hạn một người bạn là giáo viên dạy tiếng Anh của tôi nói rằng là, kể một câu chuyện rằng là có lần ấy thì thầy mới chấm bài cho một em học sinh và thầy cho em 6 điểm tại vì em làm không đúng hết. Thì đó là một em bé mới học lớp 1 thôi, nhưng mà em khóc òa lên, em nói là con không chịu đâu, không phải con mét mẹ, sao thầy cho con có 6 điểm. Tại vì ở trong nhà trường đôi khi học sinh của chúng ta quen với điểm 9, điểm 10 nhiều quá thì cảm thấy rằng là không quen với những cái lời góp ý. Và trước thất bại thì người có tư duy khóa sẽ dễ đổ lỗi cho người khác, sẽ dễ nhục chí. Còn người có tư duy cầu tiến thì sẽ hiểu rằng đó là một cái tiếng gọi, một cái lời đánh thức nhắc nhở chúng ta cần phải cố gắng hơn vào lần tới. Thì đây chính là những cái nét chân dung khác biệt giữa hai cái lối tư duy. Và tôi tin rằng tất cả những điều các anh chị mong đợi ở con của mình nó nằm ở trong cái phần màu xanh này. Cho dù ta diễn đạt nó ở dưới giác độ nào, nhưng tôi tin rằng đây chính là cái chân dung của con người mà chúng ta muốn hướng con mình tới. Và cái growth mindset này, theo cái lý thuyết giáo dục của bà Carol Dweck, thì chính là cái I can mindset, cái tư duy tôi có thể mà trường ICS muốn truyền đạt. Và để nói với học sinh của mình một cách dễ hiểu thì chúng tôi dùng cái chữ là I can mindset thay cho growth mindset. Và có một cái câu nói như trong cái hình này mà tôi rất là thích. I can is 100 times more important than IQ. Trong quá khứ thì chỉ số IQ đo lường về khả năng logic và khả năng ngôn ngữ từng được coi là cái chỉ số thống trị khi nhìn nhận về cái chỉ số thông minh của một con người, về khả năng của một con người. Nhưng chúng ta thấy ngày nay với sự ra đời của công nghệ thông tin, của khoa học, của trí tuệ nhân tạo, rõ ràng việc tìm kiếm một cái tri thức nào đó nó không còn khó như lúc trước. Và cái yếu tố quyết định cái sự thành công của một con người nó nằm ở cái chữ I can, cái sự tự tin, tin rằng tôi có thể hay không. Vì thế, cái câu hỏi kế tiếp sau khi chúng ta đã hiểu I can mindset nó là cái gì, thì là làm sao để chúng ta gieo trồng cái I can mindset đó trong con em của chúng ta. Thì ở đây là một số nguyên tắc ngắn gọn tôi đã chọn lọc ra để giới thiệu đến quý vị phụ huynh. Đây là những nguyên tắc mà tập thể sư phạm của nhà trường đã cam kết với nhau là sẽ thực hiện trong môi trường của ICS. Và ngày hôm nay chúng tôi cũng muốn chia sẻ đến quý vị phụ huynh để mời gọi quý vị phụ huynh cùng chia sẻ và tham gia cùng chúng tôi trên hành trình gieo trồng cái tư duy I can đó. Điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ với quý vị phụ huynh là đặt mục tiêu phù hợp cho con. Một mục tiêu quá dễ, nó sẽ trở thành cái sự nuông chiều đứa trẻ, khiến đứa trẻ không chạm tới được những cái tố chất xuất sắc nhất của mình. Ngày nay có một cái quan điểm rằng là chúng ta hãy cho con hạnh phúc, vui vẻ là được, không cần phải học gì nhiều. Thì cá nhân tôi trong vai trò một người làm giáo dục, tôi không đồng ý với quan điểm đấy. Tại vì thực chất hạnh phúc bản thân nó không có mâu thuẫn, không có bài trừ cái sự xuất sắc hay sự ưu tú. Xã hội nào, tổ chức nào cũng cần những con người xuất sắc và những con người ưu tú. Thì lâu nay con em của chúng ta không hạnh phúc, không phải bởi vì hướng đến sự ưu tú, mà là hướng đến thành tích. Cái quyệt chuyện chạy đua theo thành tích là thứ có lỗi. Chứ còn một nền giáo dục nào cũng cần hướng trẻ em tới những cái tiêu chuẩn xuất sắc và ưu tú. Cho nên tại trường ICS chúng tôi cũng không đặt những mục tiêu quá dễ dãi để nuông chiều khiến cho con chỉ cần vui là được.
Nhưng đồng thời chúng ta cũng tránh áp lên con những cái mục tiêu nó quá khó. Chẳng phải cái thế hệ phụ huynh chúng ta ngồi đây, chúng ta học nhiều năm trời trong cái mô hình giáo dục truyền thống, và rồi khi chúng ta trưởng thành, chúng ta thấy chúng ta trở thành những cái con người mà rất lo sợ, rất ngại phát biểu, rất ngại đưa ý kiến. Mà mặc dù lúc nào cũng nghe nói là học sinh Việt Nam lớp 5 đi ra nước ngoài chỉ cần gọi là trình độ là bằng học sinh lớp 8, lớp 9 ở nước ngoài. Đúng là như vậy, chúng ta học rất khó. Nhưng bởi vì cái mục tiêu nó quá khó, mình luôn có cảm giác hụt hơi, mình không theo được. Và vì thế mình thiếu đi cái sự tự tin vào chính bản thân mình. Thì ở trong một tập thể lớp của ICS, ở đây chúng ta may mắn chúng ta có một cái quy mô lớp nhỏ. Nhưng trong lớp chắc chắn không có hai em học sinh giống như nhau. Sẽ có những em khá hơn, sẽ có những em dở hơn, sẽ có những em có những giới hạn, sẽ có những em ở cái mức độ trung bình. Thì trong các cuộc họp chuyên môn, tôi nói với các thầy cô giáo của mình rằng là hãy lưu ý những em yếu nhất sẽ cần được sự trợ giúp. Những em giỏi nhất sẽ phải được giao những cái nhiệm vụ mà nó thử thách, nếu không các em sẽ chán. Và đừng bỏ lơ những em mà ở tốt giữa. Tại vì tốt giữa là cái tốt mà không quá giỏi, không quá dở sẽ rất là dễ bị bỏ lơ. Và hoặc là bị chi phối bởi hai nhóm còn lại. Và với quý vị phụ huynh, tôi cũng mong đợi quý vị phụ huynh hãy trao một cái mục tiêu phù hợp cho con em mình. Bởi vì chúng ta rất dễ có cái phản xạ là chúng ta sẽ trao mục tiêu cho con em mình bằng cách chúng ta nhìn sang con nhà người ta. À, bạn đó nói tiếng Anh giỏi như vậy, con cũng nói tiếng Anh giỏi, con cũng phải làm được như vậy. Tại sao bạn kia làm được mà con không làm được? Thì cái chuyện mà chúng ta bắt con em mình đi theo một cái mục tiêu không phù hợp với con, nó làm xói mòn cái sự tự tin của con. Vốn là cái thứ mà vô cùng khó để tạo dựng và vô cùng quan trọng. Thì đó là câu chuyện đầu tiên. Cái điều thứ hai, đó là chúng ta sẽ tập trung vào nỗ lực chứ không chỉ kết quả. Kết quả là điều cần thiết. Tuy nhiên, như tôi chia sẻ với các anh chị, duy trì một cái nỗ lực đều đặn sẽ giúp chúng ta đạt được kết quả chúng ta muốn. Còn nếu chúng ta chỉ chăm chăm vào kết quả, thì giống như là chúng ta nhìn vào một cái tảng đá chúng ta phải bẫy đi và chúng ta ngồi nguyền rủa tại sao cái tảng đá nó không chịu lăn đi. Mà không hiểu rằng là cái thứ chúng ta cần tác động chính là tác động vào cái đòn bẫy. Đòn bẫy đúng thì sẽ giúp lăn được cái tảng đá đi. Thì trong cái sổ Student Planner, cái sổ nhật ký học tập mà là cái kênh liên lạc chính yếu giữa gia đình với nhà trường, các anh chị sẽ thấy trong đó những cái chia sẻ của giáo viên theo những cái thang ghi nhận những cái nỗ lực của con hàng ngày ở trường như thế nào. Thì khi mà thiết kế cái sổ đó, tập thể sư phạm nhà trường đã ngồi với nhau và cố gắng liệt kê rất kỹ tất cả những cái hành vi, tất cả những cái nỗ lực nào mà mình có thể ghi nhận ở trẻ và phản hồi tới phụ huynh. Tại vì nếu chúng ta chỉ chăm chăm vào chuyện con học môn đó được bao nhiêu phần trăm, được mấy điểm, được loại gì, thì chúng ta đang chỉ tập trung vào kết quả. Thì cái cách mà ICS truyền tới những cái đánh giá của trẻ về trẻ ở trường cho các anh chị sẽ thấy khá nhiều những cái thang đo về nỗ lực chứ không chỉ là kết quả. Và khi ở nhà thì tôi cũng mời gọi các anh chị, mình hãy đưa ra những cái lời phản hồi, những lời góp ý cho con dựa trên nỗ lực. Chúng ta chỉ tập trung duy nhất dựa trên kết quả sẽ đẩy con chúng ta vào cái bẫy fixed mindset, tư duy khóa, giống như là cái câu chuyện con tôi học đàn mà tôi chia sẻ với các anh chị. Và cái việc tập trung ghi nhận nỗ lực của học trò, nó cũng chính là phản ánh cái niềm tin của đội ngũ ICS rằng là we believe in the power of yet. Yet ở đây là cái gì đó vẫn còn đang hoàn thiện, cái gì đó vẫn có thể chưa được, nhưng chúng tôi tin rằng tập trung vào nỗ lực, tập trung vào đòn bẩy thì sẽ đạt được trong tương lai. Thì đó là cái yếu tố thứ hai. Cái điều thứ ba là chúng ta đưa ra những phản hồi cho học sinh, cho con em chúng ta đúng cách thay vì dán nhãn. Dán nhãn nghĩa là gì? Dán nhãn như là ta dán lên người đó những cái nhận định, quy cách, một cái động cơ, một cái tính cách nào đó của họ một cách chủ quan, như là xấu xí, như là mắc, như là nhút nhát, như là tự ti, như là tăng động, như là quậy phá. Thì cái này gọi là dán nhãn. Ở trong trường ICS, cách giáo viên đưa ra phản hồi, đưa ra góp ý cho học sinh sẽ là như thế này. Ngày hôm qua, khi con ở trong lớp, con khều chân bạn rất nhiều thì làm cho bạn không có tập trung. Và cô cũng khó mà tập trung vào bài giảng của mình. Thay vì nói rằng là con quậy quá, con nói con quậy quá.
Hay ở nhà chúng tôi mời gọi phụ huynh, khuyến khích phụ huynh hãy phản hồi với con rằng là mẹ thấy lúc nãy con chưa sẵn sàng chia sẻ đồ chơi với em và điều đó có thể làm em buồn. Thay vì chúng ta nói rằng là con ích kỷ quá, con không biết chia sẻ gì hết. Tại vì trẻ ở tuổi tiểu học trở xuống các anh chị là các con chưa có cái khả năng tự quan sát cái identity, cái căn tính của mình nó nhiều. Mà các em sẽ định hình cái hiểu về bản thân mình thông qua cái nhận định của những người xung quanh. Nên nếu chúng ta dán nhãn cho con là quậy, con tin rằng con là một đứa quậy. Ta dán nhãn cho con là ích kỷ, dần dà ta sẽ thấy con càng ngày con càng trở nên ích kỷ. Thì nguyên tắc phản hồi dựa trên hành vi và dựa trên nỗ lực là nguyên tắc được thực hiện ở trường ICS và là nguyên tắc chúng tôi mong đợi các anh chị cũng thực hiện ở trường hoặc là trong việc giao tiếp với giáo viên, trong việc đưa ra những phản hồi về giáo viên và những phản hồi về nhà trường. Bởi vì nếu chúng ta hiểu rõ hành vi nào dẫn đến cái hậu quả gì, chúng ta biết sửa ở đâu. Còn ta dán nhãn một ai đó quậy, ích kỷ, thờ ơ, lười biếng, đôi khi người ta không biết được tại sao người ta lại bị quy kết như vậy. Và nguyên tắc, một nguyên tắc khác trong triết lý giáo dục của nhà trường đó là cho con cơ hội học từ thất bại. Đôi khi tôi có cảm giác như là các học sinh, các trẻ em không có cơ hội được thất bại nữa. Nhất là những học sinh ở trường tư như là trường ICS. Bởi vì hầu hết chúng ta đến từ những gia đình tương đối có điều kiện. Và chúng ta muốn dành ra cho con em chúng ta những cái điều tốt nhất có thể. Tuy nhiên, đôi khi ta triệt tiêu tất cả những cái khó khăn, những cái thách thức để con chúng ta có cơ hội được mài dũa. Và đến ngày nào đó ra đời, khi mà con gặp phải một cái thất bại thực tế, con cảm thấy choáng váng bởi vì là con chưa bao giờ được sai, chưa bao giờ được thất bại cả. Có một cuốn sách khác mà tôi rất thích tên là cuốn Thước đo cuộc đời bạn là gì. Đây là cuốn sách của một ông tên là Christensen, là giáo sư rất nổi tiếng trên thế giới. Và có một lần ông bị bệnh ung thư thì ông tưởng ông sắp chết, ông chết, ông mới viết cái cuốn sách đó. May quá sau đó ông không chết. Thì ông mới kể một cái chuyện mà tôi nhớ mãi là như thế này. Ông có một thằng con ông là đang học cấp 3 thì viết một cái bài luận. Thì có một lần thì nó ông đọc lén cái bài luận của nó và ông phát hiện ra là nó có đạo văn. Thì tại vì ông đọc lén mà, cho nên ông không thể nói với con ông. Thì ông mới quyết định một chuyện là ông đi tới ông mét giáo viên, ông lén mét giáo viên của con ông là nó đạo văn. Thì bà vợ ông mới nói rằng là tại sao anh lại làm cái chuyện là anh mét chuyện của con cho cô để rồi cô thế này cô sẽ hủy cho nó không điểm cái bài đó, nó rớt cái môn đó rồi ai chịu trách nhiệm. Thì ông bảo thế này, cái đấy là ông cho nó một cái control risk, tức là gì? Một cái thất bại mà có thể kiểm soát được, nó thất bại cái bài này thì nó vẫn làm lại được. Đừng để sau này nó ra đời, ha, nó gặp phải một cái thất bại nào đó, không có ai cho nó một cái bản năng, cho nó một cái phản ứng để đối phó với thất bại như thế nào. Cho nên, ở trường ICS, chúng tôi sẽ ghi nhận thẳng thắn những điểm chưa được, những điểm thất bại mà con có thể gặp phải ở trường. Tôi biết một số trường ngày nay có xu hướng rằng là làm hài lòng phụ huynh bằng cách tô hồng thành tích của con, rằng là con mình là giỏi, con mình là rất tốt. Nhưng đến khi đối mặt với một số cái thang đo nghiêm khắc, con không có theo được, thì mình mới vỡ lẽ ra là con mình nó không có tốt, con mình nó không xuất sắc đến mức như vậy. Tất nhiên trong lòng chúng ta ai cũng kỳ vọng cái chuyện đấy. Nhưng mà mình nên cho con cơ hội học từ thất bại. Ở ICS năm nay có một số phụ huynh rẽ sang từ lớp 2, rẽ sang từ lớp 3. Trong quá trình tuyển sinh tôi nói rất là thẳng thắn với những phụ huynh đó rằng là nếu các anh chị quyết định cho con sang ICS từ lớp 2, lớp 3 từ một môi trường không phải song ngữ hoặc là tiếng Anh của con chưa tốt thì phải chấp nhận một cái việc rằng là vào những cái tháng đầu tiên mình sẽ cảm thấy con sẽ tiến chậm, con sẽ gặp phải một số thất bại không như mong đợi. Nhưng khi đó hãy dùng cái growth mindset để mà động viên con là không sao hết. Từ từ khi con nỗ lực thì nó sẽ ổn. Thay vì chúng ta nói rằng là chúng ta muốn con chúng ta giống như một bạn nào đó ở trong lớp nhưng có thể bạn đến từ một cái điều kiện hoàn toàn khác. Thì những cái phản hồi từ trường ICS sẽ không phải lúc nào cũng là những phản hồi làm hài lòng các anh chị. Nhưng chúng ta cùng thống nhất với nhau một việc là cần phải cho con một số cơ hội nhất định để thất bại nhưng có thể đứng dậy được từ thất bại đó. Và một điều nữa là cho con cơ hội tham gia giải quyết vấn đề. Tôi hay nói đùa rằng là ngày nay trẻ em của chúng ta giống như là có một thế hệ Disney vậy đó. Chúng ta có một thế hệ Disney. Thế hệ Disney tức là thế hệ gì? Tức là thế hệ các em đã quen với việc ngồi đó và cái màn hình, phim hoạt hình liên tục thay đổi để giải trí và tiêu khiển cho các em. Các em có cảm giác rằng là thế giới này được sinh ra để phục vụ cho các em. Tại vì luôn có những cái điều kiện đủ đầy. Thì tôi chứng kiến cái việc đó.
Khi mà tôi dẫn một số đoàn em học sinh đi tham gia các địa điểm tham quan, các hoạt động trải nghiệm về nông trại, và tôi thấy có sự khác biệt rất rõ giữa trẻ em Việt Nam với lại trẻ em nước ngoài mà tôi từng có dịp đi thực tập ở một số nước khác. Thì tôi thấy các em nhỏ nước ngoài có phản xạ là sẽ rất là tò mò, hứng thú với lại những viên đá ven đường, những cái cây lạ ven đường. Và các em có cái thái độ về lòng biết ơn rằng những thứ ở đây được sinh ra và mình được hưởng thụ rất là lớn. Riêng đối với rất nhiều trẻ em Việt Nam mà tôi thấy, các bạn đi với cái sự rất thờ ơ. Và thậm chí có một lần thì tôi tổ chức một cái chuyến đi trên Tây Nguyên và rất nhiều thầy cô trên Buôn Ma Thuột mới hỏi tôi là: chị ơi, trẻ em thành phố bị cái gì vậy chị? Là bởi vì rằng là lên thì thấy một cái gì rất đẹp, dưới thành phố có đầy. Thì lên thấy một cái xe rất đẹp trên phố núi, siêu xe bên quận 7 chạy đầy. Gần như là không có cái gì mà làm vừa lòng cả. Thì thành ra ta cần phải cho con cái cơ hội tham gia giải quyết những vấn đề xung quanh mình. Để làm gì? Bởi vì chắc chắn ta không muốn tiêu rất nhiều tiền cho chuyện học hành của con, để rồi lớn lên con trở thành một cái con người mà luôn luôn đòi hỏi ba mẹ và những người xung quanh phải tiếp tục phục vụ mình tiếp. Thì cái cơ hội tham gia giải quyết vấn đề đó ở trường ICS được thể hiện, được triển khai thông qua cái phương pháp học mà các anh chị có thể cũng đã nghe nhắc tới rất nhiều lần, là phương pháp tư duy kiến tạo, design thinking. Thì trường đã có một số cái workshop trước đây để mà chia sẻ đến quý phụ huynh về phương pháp tư duy kiến tạo là gì. Và nếu anh chị nào chưa có cơ hội tham gia, thì trong các cái buổi Family Circle sắp tới, chúng tôi rất là vui mừng để được chia sẻ lại kỹ hơn với các anh chị. Ngày hôm nay thì tôi xin phép được nói một cách ngắn gọn. Nó là một cái phương pháp học được đúc kết thành 4 bước: Feel, Imagine, Do, Share. Và trẻ sẽ áp dụng cái phương pháp này để tham gia giải quyết các vấn đề thực tế. Feel có nghĩa là cảm nhận, rèn khả năng cảm nhận, rèn cái sự trăn trở, cái óc quan sát trước một vấn đề nào đó đang tồn tại và muốn tham gia giải quyết cái vấn đề đó. Imagine tức là tưởng tượng ra, hình dung ra những cái giải pháp nào chúng ta có thể bắt tay vào để giải quyết cái vấn đề đó. Do là lập kế hoạch hành động, thử và sai, ghi nhận các phản hồi từ những người xung quanh để điều chỉnh cái hành động của mình nhằm gắn với thực tế của cái vấn đề đó. Và share là chia sẻ, mời gọi những người xung quanh mình cùng tham gia, cùng chung tay với mình trong cái việc đấy. Thì trong năm học 2020-2021, con em chúng ta sẽ có cơ hội thực hiện nhiều dự án khác nhau. Thì sau đây, tôi xin mời quý vị phụ huynh cùng xem lại một cái đoạn video được chia sẻ từ một trường học trên thế giới cũng đi theo mô hình I Can School. Thì ở trong cái video này, các em học sinh cùng bắt tay để giải quyết một cái yêu cầu của một cái người quản lý công trường, rằng là chú cần thiết kế ra một cái bộ đồng phục vừa an toàn vừa thuận tiện cho các công nhân của chú. Thì các con có thể làm được không? Thì chúng ta cùng xem lại cái đoạn video này để thấy cái phương pháp học đó nó giúp gắn kết giữa kiến thức với thực tế cuộc sống như thế nào. First, the material is leather. Okay. And the black one is for night. And in the morning, it's very hot. Understood. And it's very brown. Okay. So when students are doing client project, their engagement and their sense of ownership is at its peak. And the learning that takes place during that time is very rich. The material you said was leather, right? Yeah. Do you wear leather in the summer? Don't you think it would get a bit heavy? The whole idea behind the school is the child is the stakeholder. We want every child to believe that I can do what I want to do and I can be the person I want to be. We have never learned to give up in the school. It's all about I can. Client project is a wonderful process at Riverside and it takes place across all the grades. It's a very important way for children to understand the relevance of what they're learning. The client is from the real world, different people in different professions. The teachers first meet the client to understand the client's need. Then with the client, you co-create what is the end result that you want from the children. The client gives you a project to do and then you have to work on it. You feel it so real. We like having challenges a lot. Before any client project, we look at the content we are going to cover in the particular classroom. Our unit was adaptation. They are learning basically about different habitats and which animals survive there. When we looked at this kind of program of inquiry, we thought that who can be a client for us? Good morning, Riverside.
Do you all remember him? Yes. Who is he? Captain Ayush. Okay. Our client is Captain Ayush, and our client project is to make a uniform, one for the desert and one for the mountains. I'm open to ideas. That is what I've come to you all for. Good luck. Yesterday, we were doing our first draft. This is a picture of desert. So, desert is sandy. Desert is hot. We really looked at two parts when we were designing the uniform. The color has to camouflage with the background, but along with that, the feel of the material is equally important. So then there was a snow group and a desert group, and the snow group had to put some cotton for the background, and the desert group put some sand to make a habitat. Take it like this. And then we had to choose the material. There was fur, there was synthetic. Touch the particular fabric and decide, is it good for desert or no? And if it is good for desert, why? You need to give me the reasons for it, okay? So like, I chose leather for the shoes because leather cannot get torn easily. And I chose wool for the t-shirt and pants because wool works in hot and cold also. Okay, Alaya is going to make the uniform which can be used both these sides. This side they wear it at night and this side they wear it at morning. We definitely share this idea with our client. So once we were done with our first draft, kids already knew we need to meet client, get the feedback. We are going to come one by one and share our idea with him. Prathama. He had selected few drafts, one of it was mine. He liked the material, not the shoes. I use rubber boots because the snow can be a little like watery, so then you don't feel cold. How will you waterproof the rubber? Because if water gets into rubber, then that is a big problem. What I really see is when the person from real life comes to meet them, they took it positively. We are working for you. You have to use it and you have to feel comfortable. So whatever you say, we take it. Doesn't matter if we are wrong, we just keep trying. We are going to keep trying until the client tell it's perfect. Bye, good luck and work. You're doing really well. You all can do much better. I like it. Okay? Chalo. Bye-bye. Once he's agreeing to the design, we are going to stitch one adult size uniform, saying that this is what it looks like and feels like, and then giving it to the client. So when you have a client project, there are a lot of skills that children build. One is the content skills, but it's also collaboration that takes place, the problem solving that gets done. Children learn to take and give constructive feedback. So a lot of these things that prepare them for life. And when they drive something, there's 100% engagement, 100% efforts by kids. We are using their strategies in our real life. They will never forget it. Đây là một trường trong mạng lưới ICAN School. Và các anh chị thấy, bằng phương pháp tư duy kiến tạo, họ vừa giúp cho các em có sự vui thú trong việc học, nhưng đồng thời vẫn đạt được những cái kết quả rất là tốt về mặt thành tích học tập. Thì có phải khi ngồi trên ghế nhà trường rất nhiều lần chúng ta tự hỏi chúng ta học môn toán làm gì, môn địa làm gì, môn sinh làm gì, và chúng ta không thấy được ý nghĩa của nó. Nhưng với phương pháp học tư duy kiến tạo, kiến thức đi vào trong thực tế cuộc sống. Thì ngày hôm nay tôi xin được phép công bố 8 dự án, 8 chủ đề dự án sẽ được triển khai trong năm học này để mời gọi quý vị phụ huynh cùng tham gia với các con. Tháng 9, tháng đầu tiên tại trường, các con sẽ cùng thực hiện dự án anti-bullying, chống bắt nạt học đường. Bắt nạt học đường đang là một vấn nạn tại các trường học hiện nay. Nó là bắt nạt cả về thể chất, ví dụ như các em đánh nhau, bị bạn ăn hiếp về mặt thể chất. Nhưng có rất nhiều bắt nạt tồn tại tinh vi dưới dạng tinh thần, thông qua tẩy chay, thông qua chia phe, chia nhóm, thông qua phân biệt giàu nghèo. Thì tại trường ICS, chúng tôi quyết định vấn đề này sẽ được tham gia giải quyết bởi chính các em học sinh. Bởi vì nếu chỉ đơn giản rằng là thầy cô ra luật cấm hoặc thầy cô phạt, nó không có ý nghĩa gì hết, ta không theo dõi được. Mà chính các em sẽ là người thực hiện một cái dự án ngay trong tháng đầu tiên về việc đưa ra những cái nguyên tắc và cùng tự mình thực hiện những cái poster hoặc là những cái hoạt động để khuyến khích
từng thành viên trong trường có cái sự tôn trọng, yêu thương và thấu cảm lẫn nhau. Tháng 10 sẽ là chủ đề về safety, an toàn cho mình và cho mọi người. Thì đây cũng là một vấn đề mà chúng tôi biết là các bậc phụ huynh rất là quan tâm. Thì với dự án này, các em sẽ được hiểu về những cái vùng quan trọng nhất trong cơ thể mà các em cần phải bảo vệ. Bởi vì phần lớn các chấn thương xảy ra trong các vùng đó sẽ là rất là nặng, gồm có bộ não, cột sống và đường thở. Thì khi mà các em hiểu đấy là những bộ phận quan trọng cần được giữ gìn và bảo vệ, thì các em sẽ có tự ý thức trong cái việc tuân thủ những cái nguyên tắc an toàn hoặc tự đưa ra những cái nguyên tắc an toàn. Vì không thầy cô nào, không ba mẹ nào có thể suốt ngày giám sát các em 24/7 được. Chính các em sẽ cần phải được hiểu về những điều đó. Tháng 11 sẽ là dự án về phân loại và tái chế rác để giữ cho cái môi trường của một cái ngôi trường mới của chúng ta luôn được sạch đẹp. Tháng 12 sẽ là chủ đề lunch routine, bữa trưa văn minh, nhằm giúp các em hình thành cái ý thức tự phục vụ bản thân và đặc biệt giải quyết một vấn đề là vấn đề lãng phí thức ăn ở trong trường học. Việt Nam chúng ta là quốc gia lãng phí thức ăn đứng số 2 châu Á các anh chị ạ, đứng số 2 châu Á. Thì đây sẽ là chủ đề của tháng 12. Tháng 1 các em sẽ có một chủ đề khá thú vị liên quan đến đề tài gia đình là Everyday Objects. Lần đầu tiên các em sẽ có cơ hội tự thống kê xem trong gia đình mình có bao nhiêu món đồ được dùng như thế nào, cái nào ít dùng, cái nào dùng thường xuyên, để có ý thức trân quý về những cái gì đã được tạo ra để giúp cho cuộc sống của chúng ta dễ dàng hơn và trân quý cái công sức và cái tiền bạc của cha mẹ. Tháng kế tiếp sẽ là chủ đề Emotional First Aid, bộ sơ cứu cảm xúc, nhằm giúp các em biết cách vượt qua và điều tiết những cái cảm xúc khó của mình. Các em cũng như người lớn chúng ta sẽ luôn luôn gặp những cái cảm xúc tiêu cực. Nhưng chúng ta sẽ không thể nào chúng ta chờ đợi ai đó ve vuốt hoặc là an ủi mình, mà phải biết cách tự vượt qua những cảm xúc đó, xúc khó. Thì đây là dự án đó. Tháng kế tiếp sẽ là chủ đề về Career Day, ngày hội nghề nghiệp. Các em sẽ cùng phỏng vấn và tìm hiểu những cái nghề nào, những công việc nào có xung quanh mình. Và đây là cái dự án mà chúng tôi rất mong đợi là các bậc phụ huynh sẽ tham gia nhiều nhất để giúp cho con em chúng ta hình thành và cái ý niệm và hiểu về những nghề mà không tồn tại trong sách giáo khoa. Sách giáo khoa bây giờ suốt ngày chỉ có kỹ sư, bác sĩ, y tá hoặc là marketing. Nhiều người nghĩ là marketing chắc là chỉ đi tiếp thị và gội đầu chẳng hạn như vậy. Thì chính các anh chị sẽ là những cái chất liệu sinh động nhất cho các con. Và tháng số 5 trong cái chương trình của Bộ yêu cầu là chủ đề tìm hiểu về thành phố, thì chúng tôi cho các em thực hiện dự án Sài Gòn Zoo, dự án hiểu về Thảo Cầm Viên và hiểu về những nỗ lực của Thảo Cầm Viên Sài Gòn trong việc điều chỉnh cái môi trường sống của các con thú ở đó như thế nào. Vì Thảo Cầm Viên là một trong những cái công trình có rất lâu đời của thành phố, nhưng ngày nay nó không còn phù hợp với một số cái quan điểm về việc sinh thái. Thì thành ra Thảo Cầm Viên cũng đã có rất nhiều nỗ lực trong việc này. Thì các em sẽ được tiếp cận với giác độ đó chứ không phải là đi coi các con thú. Thì với những dự án, 8 dự án này, cái điều tôi muốn mời gọi các anh chị là gì? Thứ nhất, xin các anh chị hãy dành thời gian tham gia các buổi triển lãm, các buổi thuyết trình, các buổi trình bày dự án của các con. Sẽ được thực hiện vào mỗi cuối tháng. Bởi vì cái việc có ai đó lắng nghe tiếng nói của mình và những điều mình làm, nó hình thành cái sự tự tin và kỹ năng trình bày của các con nhiều lắm. Nhiều phụ huynh hỏi tôi là cô có nên cho con đi học lớp MC không? Tại vì là thấy nó không có mạnh dạng tự tin trình bày trước đám đông. Con nó không tự tin trình bày trước đám đông là bởi vì nó có bao giờ có ai lắng nghe nó đâu. Thì tôi biết các anh chị có thể rất bận, nhưng xin hãy dành thời gian đến những cái buổi triển lãm và chia sẻ và khen ngợi những nỗ lực của các con, cho dù những nỗ lực đó nó chưa phải là hoàn hảo nhất. Điều thứ hai, chúng tôi cũng xin rất là mời gọi quý phụ huynh mình tham gia trở thành khách hàng, client của những dự án này. Có thể là người vào lớp học đưa ra một cái đề bài. Nếu các anh chị nhìn thấy những chủ đề trong đây, có cái chủ đề nào các anh chị có kiến thức và có thể là người đưa đề bài và đưa ra những cái phản hồi cho các con, xin các anh chị xung phong và tham gia cùng với chúng tôi. Nhiều trường rất là ngại mời phụ huynh vào trong lớp học, nhưng riêng đối với ICS, chúng tôi tin rằng khi phụ huynh vào lớp học và hiểu những khó khăn của mình, hiểu những gì đang diễn ra, phụ huynh sẽ yên tâm và đồng hành cùng với mình nhiều hơn. Nên chúng tôi rất mời gọi các anh chị trở thành client của chính những cái dự án này. Và đó là những điều mà chúng tôi mong muốn, mong đợi, kêu gọi các anh chị tham gia vào cùng những cái dự án này. Và một cái điều đặc biệt nữa là ICS là một trường có mối liên hệ với phong trào Design for Change, tạm dịch là kiến tạo để thay đổi.
là phong trào trẻ em lớn nhất thế giới hiện nay có mặt tại hơn 100 quốc gia. Trong đó các em sử dụng cái phương pháp Design Thinking để thực hiện các dự án cộng đồng. Và cứ mỗi năm thì trẻ em trên toàn thế giới của phong trào Design for Change lại gặp nhau tại một quốc gia thành viên để mà giới thiệu các dự án mình đã làm. Ví dụ năm ngoái là tại Ý, năm trước nữa tại Đài Loan, năm trước nữa tại Tây Ban Nha. Và năm nay lẽ ra nếu không có dịch bệnh thì tháng 11 này là đã diễn ra tại Brazil. Thì chúng tôi kỳ vọng rằng là từ trường ICS sẽ có những cái dự án để gửi đi tham gia hội nghị trẻ em thế giới. Thì sau đây xin mời quý phụ huynh mình cùng xem một cái đoạn video khác về một dự án của đội trẻ em Việt Nam đã được chọn để tham gia hội nghị trẻ em thế giới vào năm 2018. Trong đó các em cùng thực hiện các giải pháp là kêu gọi các cửa hàng và những người xung quanh mình thực hiện việc cắt giảm sử dụng nhựa trong đời sống hàng ngày. Mời các anh chị cùng xem. Các bạn, tụi mình là một trong những bạn nhỏ đầu tiên của phong trào Design for Change tại Việt Nam. Trong giai đoạn thấu cảm, một trong những nhiệm vụ tụi mình cần hoàn thành là hãy vẽ bản đồ đường từ trường về nhà của tụi mình. Một trong những điểm nóng mà bạn nào cũng có vẽ đó là rác dọc đường về nhà. Rác là một vấn nạn tại thành phố nơi tụi mình đang sống và tụi mình muốn bắt đầu làm gì đó. Mọi người biết không, rác thải nhựa mất từ 500 đến 1.000 năm, thậm chí hầu như không phân hủy vì trong bụng chứa đầy các mảnh nhựa. Theo các nhà khoa học, đến năm 2050 thì số lượng bịch ni lông nhiều hơn cả số cá ở trong biển. Tụi mình còn có cơ hội tham gia chuyến tham quan khu xử lý rác thải Đa Phước, khu xử lý rác lớn nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Tụi mình được biết rằng có khoảng hơn 6.000 tấn rác được thải ra mỗi ngày ở thành phố nơi tụi mình sống. Và phương pháp được sử dụng để xử lý đó là chôn cất. Rác ở đó đã trở thành một đống rất cao. Tụi mình đã về và cùng nhau tìm xem có cách gì tụi mình có thể làm để cứu lấy người bạn thiên nhiên yêu dấu hay không. Tụi mình đã thử làm các đồ sử dụng các vật liệu tái chế. Tụi mình đã làm infographic để mọi người biết rằng mất bao lâu thì một số rác thải thông thường mới phân hủy được. Mình còn cùng nhau xây dựng thêm một trang web selfthebodynature.weebly.com để cung cấp thêm thông tin về cách tái chế rác cho mọi người và các sản phẩm có thể thay thế nhựa. Điểm bánh khác nhau kêu gọi các cô chú giám đốc ở đó hãy thay thế những đồ nhựa sử dụng một lần thành những vật liệu hơn thân thiện với môi trường và dùng ly thủy tinh hoặc sứ để phục vụ cho khách tại cửa hàng. Và sau hơn 2 tuần chờ đợi, tụi mình rất vui mừng nhận được bức thư phản hồi đầu tiên từ cửa hàng bánh Gran Castella. Cô Ngọc Ánh, giám đốc marketing ở đó cho biết họ rất vui và cảm ơn ý kiến của tụi mình và sẽ áp dụng ở tất cả các chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Họ sẽ hỏi người mua xem liệu có cần giao nhựa khi mua bánh không, và trong tương lai không xa họ cũng sẽ thay thế giao nhựa thành ra làm bằng vật liệu thân thiện hơn với môi trường. Tụi mình vẫn đang chờ đợi phản hồi từ những nơi khác cùng tay với tụi mình để bảo vệ lấy người bạn thiên nhiên. Tràng pháo tay cho một nỗ lực rất là đẹp của các em nhỏ ở lứa tuổi con em chúng ta. Các anh chị thấy cái này là khái niệm công dân toàn cầu. Chúng ta nói rất nhiều về khái niệm công dân toàn cầu. Nhưng công dân toàn cầu không phải là những người nói tiếng Anh như gió nhưng bên trong là một cái tâm hồn trống rỗng. Cũng không phải việc chúng ta đưa con em ra thế giới là cho các con tham gia những cái chuyến đi rất xa xỉ và thưởng thụ những tiện ích rất văn minh. Công dân toàn cầu là sử dụng những cái khả năng của mình để tham gia những giải quyết những vấn đề chung của cộng đồng xung quanh mình và của thế giới. Thì đó cũng chính là cái ý nghĩa của phương pháp học tư duy kiến tạo và sự kết nối với phong trào Design for Change trên thế giới. Thì đó cũng chính là cái đoạn video khép lại cái phần trình bày của tôi. Thì một lần nữa cảm ơn quý phụ huynh mà mình đã đến tham gia cái buổi Parent Orientation với chủ đề là Better Together. Với cái thông điệp rằng là chúng tôi không thể làm tất cả những điều này một mình. Chúng tôi cần có các anh chị đồng hành cùng với chúng tôi trên cái hành trình. Giống như chúng ta khiêng ly nước và chúng ta đưa đứa trẻ về đến cái đích thành công. Và khi chọn cái hình này thì tôi cố ý tôi chọn cái chữ Better Together. Nó có nếp gấp.
nó có cái sự nhầu nhĩ. Bởi vì tôi hiểu rằng là chắc chắn cái mối quan hệ giữa gia đình với nhà trường nó không phải là mối quan hệ chỉ toàn ngọt ngào và êm đẹp. Thời gian vừa rồi chúng ta thấy có rất nhiều cái sự gãy đổ trong mối quan hệ giữa gia đình với nhà trường tại các cái trường học khác. Thì tại ICS chúng tôi cũng không dám tự tin đến mức hứa rằng ở đây sẽ không có một cái tì vết gì. Chắc chắn sẽ có những hiểu lầm, chắc chắn sẽ có những cái vết rạn nứt nhất định. Nhưng trường ICS và đội ngũ trường ICS chắc chắn sẽ tiếp thu tất cả những cái vấn đề được nêu lên với một cái tinh thần cầu thị và tin chắc rằng là cùng nhau, cùng trên tinh thần gọi là tập trung những cái điều tốt nhất cho đứa trẻ và trên tinh thần ghi nhận nỗ lực của nhau thì chúng ta sẽ cùng đi tới cái đích mà cả tôi cũng như các anh chị đang mong muốn ở trong đầu cho con em chúng ta. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý phụ huynh và xin chúc quý phụ huynh có những trải nghiệm thật thú vị.